Một combo hệ thống điện năng lượng mặt trời của một bạn sinh viên đặt của em, bao gồm miếng đàn đai 5kW này và tủ điện ATS, kèm theo đó là 5 tấm pin long y 2 mặt kính, thì tổng công suất của hệ thống điện năng lượng mặt trời này là chỉ hơn 2kg thôi. Thì bạn này có nói em là anh cứ setup trước cho em như thế này để em mua tặng ba mẹ để hè này dùng, bà ngoại em dùng điều hòa cả ngày, nên là em lắp hệ này trước, sau này em có thêm được tài chính thì em liên hệ anh để nâng cấp thêm tấm pin và pin lưu trữ nha. Đó, một bạn khách hàng rất là hiếu thảo.